Hello, xin chào chị em nha. Ok, camera rồi. Ok, điểm là cùng nhau chúng ta cập nhật ở thị trường trong cái phiên kết phiên giao dịch của ngày cuối tuần nha. Thì index trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay tăng hơn 8 điểm, kết phiên ở ngưỡng 1242.11. Các cái mã cổ phiếu trụ như là MB nè, FPT, Masan, BCM, CTG đóng góp vào đà tăng. Ngược lại là ngày hôm nay là cổ phiếu Liên Việt có một cái phiên giảm điểm chính thức, gọi là gãy cái xu hướng tăng ở trên khung đồ thị ngày nhé. Thị trường thì hôm nay thì cái buổi sáng thì giao dịch khá lình xình, dòng tiền bắt đầu quay trở lại, đặc biệt là phiên chiều, và đâu đó thì cái sức mua thì nó quay trở lại rất là mạnh trong ATC. Các thị trường chứng khoán thế giới thì hiện tại là đang có sắc xanh. Giá dầu thì quanh 82 đối với dầu Brent và vẫn 77-78 đối với cái dầu WTI. Nhà đầu tư nước ngoài đây, động lực của cái đà tăng hơn 8 điểm của thị trường thì bắt đầu là khoảng sau 2:30, khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ quay trở lại họ mua ròng. Đỉnh điểm thì mua đến có những lúc là mua đến hơn 400 tỷ, kết phiên thì còn mua là 394 tỷ thôi. Đấy, và mua thì tập trung mua KDC này, mua VCB, mua BID, mua Masan, mua FPT, mua Vinamilk. Ngược lại bán Đức Giang, bán MWG và SSI. Bán đồ gì trên thị trường thì ngày hôm nay ngược có phiên chiều hôm qua nó sắc xanh chiếm khá nhiều trên đồ thị. Ok, thì chúng ta nhìn qua những cái chỉ số khác thì coi. Đô la index thì nó vẫn đang loanh quanh cái ngưỡng ở cái vùng 104, đầu 104, chưa có cái tín hiệu gì xấu hết. Rồi, thì về cái mặt ngắn hạn á, thì anh chị có thể thấy nè, như những cái nhận định ở trước đó ở trên khung nhóm khách hàng á, thì mình nhận định là index của chúng ta nó sẽ khả năng là nó sẽ có những cái nhịp và nó phục hồi được. Và cái gọi là cao nhất á, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ còn tăng lên được đến cái vùng 1258 của khung đồ thị ngày. Thì khung H1 thì sau khi rời SI thì nó về dưới cái vùng quá bán á, thì nó có những cái nhịp nó sẽ bật lại đó, thì nó bật lại nó sẽ bật trên khung đồ thị ngày đó, cho nên là cái vùng mà trước mắt chúng ta kỳ vọng với nhau là nó có thể là nó sẽ hồi lên khoảng vùng trên này đó. Còn nếu mà sau khi nó hồi lên được đến trên đây rồi á, thì nó sẽ có nó vượt cản để nó đi đi tiếp, hay là nó quay trở lại nó test đáy hai á, thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát tiếp nha. Nhưng mà ít nhất thì hiện tại là chúng ta đang kỳ vọng đây là một cái đáy ở trên khung đồ thị ngày đó. Thì hôm nay thì chúng ta nhìn sâu hơn vào cái nhìn vào một tí cái những cái nến đó, dài hạn đó. Ví dụ như là ở trong khung khung về khung ngày đi, thì chúng ta thấy là về thanh khoản thì phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là một cái phiên giao dịch thanh khoản thấp nha. Nói chung là cái nhịp hồi này thì nó cũng luôn có cái thanh khoản thấp hết, tại vì đây là những cái giai đoạn mà thứ nhất là dòng tiền nhà đầu tư người ta hạn chế giao dịch, thứ hai nữa là những cái vùng mà tạo đáy thì luôn luôn nó có thanh khoản thấp, cho nên là những cái việc mà khi thị trường á, nó test đáy hai á, thì là những cái lúc á, mà chúng ta quan tâm nhiều. Tại vì nếu mà thị trường nó đi theo cái bản màu hồng này nè, nó test đáy hai mà còn bị bán ép xuống á, kèm thanh khoản lớn, thì đó là những kịch bản mà tiêu cực đúng không? Còn nếu mà thị trường chúng ta gọi là đơn thuần gọi là chỉ gọi là test đáy hai thôi, đó test đáy hai test lại hỗ trợ xong sau đó bật tăng tiếp đó, như kịch bản màu đỏ, thì có thể là chúng ta sẽ đâu đó chúng ta sẽ nhìn thấy là kịch bản này ai đáy đi lên đấy. Và cái vùng hỗ trợ của thị trường ở cái vùng 1236, 1237 vẫn sẽ là cái vùng hỗ trợ của cái tuần kế tiếp nha. Tuần này thì rất là mừng là thị trường chúng ta là đóng đến là trên trên được cái vùng là 1236, 1237. Chứ nếu mà cuối tuần đó, thị trường chúng ta nó vẫn tiếp tục là đóng đến ngay phía dưới đây đó, thì nó rất rủi ro nha. Tại vì khi mà thị trường đóng đến ở dưới cản tuần đó, thì xác suất cao thì nó sẽ còn lao về dưới vùng cản tháng, hỗ trợ tháng đây nè. Nhưng mà khi mà thị trường chúng ta nó đã gọi là kích nến tuần ở phía trên cái kỳ duyên tuần đó, thì chúng ta vẫn còn cái vùng hỗ trợ để chúng ta quan sát trong cái tuần kế tiếp đó. Ít nhất là về mặt ngắn hạn thì ít nhất là về mặt một vài tuần tới thì cái vùng này vẫn là cái vùng hỗ trợ của index đó.
Cho nên là mình vẫn kỳ vọng là trong các phiên tới chúng ta sẽ có kịch bản màu đỏ, tức là thị trường nó hồi lên 1258, 1260 gì đó, thì nó sẽ có những cái gì mà test lại, nó test lại 1236, 1237 mà nó giữ được đó, thì nó có thể là nó sẽ gọi là lên sinh ở đây đó, và nó sẽ gọi là đi theo kịch bản là nó sẽ đi theo hướng tăng đó. Ok rồi, thì cái tuần như vậy là nó là bớt xấu hơn so với đầu tuần đúng không? À, nhóm ngân hàng thì hôm nay anh chị em lưu ý con LV Bank đó. LV Bank thì sau những cái nhịp mà nó tăng mạnh đúng không, nó tăng lên mạnh, thì ngày hôm nay là cái phiên, thực ra là từ cái phiên ngày thứ năm á, là nó đã bắt đầu là nó gãy hỗ trợ trên khung đồ thị ngày rồi, khi sau khi mà nó mất đi cái vùng Kijun cũng daily, là phiên ngày hôm nay là nó tiếp tục lao xuống nè. Thì khi mà nó đi xuống dưới đây á, thì thứ nhất á, là nó sẽ gặp vào cái hỗ trợ ở khung đồ thị tuần là 28 đó, thì anh chị em chúng ta sẽ, nếu mà anh chị em là gọi là đang cầm hàng á, thì mình nghĩ là phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay là những cái phiên mà chúng ta nên bán đó. Còn bắt đầu là nó sẽ về những vùng hỗ trợ tuần, ví dụ như là 28, hoặc là nếu mà nó về sâu hơn dưới cái vùng mà khoảng 26 3 26 á, thì nó sẽ có những cái gọi là lực nó bật lên, thì về đến những cái vùng mà hỗ trợ Kijun tuần đi, thì là những cái vùng mà chúng ta lúc đó là chúng ta sẽ ngưng, chúng ta không cần phải bán nữa, mà đây là những cái vùng mà chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ mua thăm dò dần đó. Còn nếu mà anh chị em mà đang có hàng thì giai đoạn này, thì nếu mà nó có những cái nhịp chúng ta, ví dụ như là chúng ta có những cái nhịp hồi ngắn hạn ở lên đâu đó vùng giá khoảng 30 35 31 gì đó, thì anh chị em có thể là bán bớt ra, để chúng ta bán bớt một phần hàng ra nha. Những cái cổ phiếu khác nhóm ngân hàng như là Vietcombank đi, thì nó vẫn đang cho chúng ta thấy là cái trạng thái tích lũy, nó không phải đáy xấu hơn. BID tương tự, có thể là đang tạo hai đáy nữa. Công thương tương tự này, đang có dấu hiệu tạo hai đáy nữa. STB thì kết phiên tuần thì nó vẫn đang gọi là giữ được hỗ trợ. Đây, MB thì cũng vẫn đang giữ được hỗ trợ này. VBank thì hơi xấu, VBank thì cũng đang gọi là nằm dưới cái vùng hỗ trợ của khung đồ thị tuần luôn. Ok, nhóm chứng khoán thì cổ phân hóa, nhóm chứng khoán thì bây giờ SSI là tương đối xấu này. SSI thì nó về đây, nó đang có những cái vùng hỗ trợ trên khung đồ thị vùng mây của khung đồ thị tuần, nhưng mà không, vùng này thì có vẻ là nó không phải là cái vùng mà gọi là đáng tin cậy lắm, tại vì trước đó là nó đang có cái hỗ trợ vùng giá 32 đây nè, 32.5, thì ngày hôm nay là nó đã gọi là xuyên xuống phía dưới rồi đó, kết phiên thì nó đã xuyên xuống phía dưới rồi. Nếu mà cái vùng giá mà gọi là kỳ vọng tiếp theo đối với con SSI, thì anh chị có thể là quan tâm với cái vùng khoảng đâu đó khoảng giá 28 đấy. Đấy, SHS thì bây giờ là nó đang nằm ở ngay hỗ trợ tháng luôn rồi. VIX là ngày hôm nay là tiếp tục xấu nha, tiếp tục bị ép đi xuống nè. VIX thì nó có cái kế hoạch gọi là phát hành thêm, mới chia cổ tức với cổ phiếu thưởng. Nhưng mà cái giá cổ phiếu thì nó cũng không có tích cực, nói chung là phát hành giấy nên là nhà đầu tư người ta cũng lo ngại. Cổ phiếu nó vẫn đang trên cái xu thế là sóng xuống thôi. Đó, những cổ phiếu này nó đang trên xu thế sóng xuống, thì nó có, nếu mà có nó chỉ có những nhịp hồi ngắn thôi. AGR cũng tương tự, nhưng mà khá nhiều cổ phiếu là nó đang gọi là trong cái xu thế sóng đi xuống, thì nếu mà có thì nó sẽ xảy ra gọi là những nhịp hồi hồi ngắn thôi, chưa phải là đến vào những nhịp mà tăng giá trở lại. Chị thấy là giá cổ phiếu thì vẫn đang nằm dưới Kijun tuần nó, cho nên là giờ nó hồi lại thì nó còn, nó vượt qua Kijun ngày, nó hồi lên tiếp nó gặp Kijun tuần đó. Đến SHS đi anh chị thấy không? Đó, giữ được cái vùng hỗ trợ tháng này. Đấy, nhưng mà đi lên đó thì nó sẽ gọi là gặp vùng kháng cự tuần này. Nó kháng cự tuần quanh giá 17 17.8 là nó tương đối khó vượt này. Rất nhiều phiên chưa vượt được. Đó, hoặc là SSI này. Đó, sau khi mà tiệm cận lên cái vùng kháng cự tuần xong nó không vượt được thì nó bị đạp ngược luôn. HCM cũng tương tự này. Đấy. DCA tương tự này, đó. Bây giờ thì đa số là điểm mua nó sẽ là mang tính chất là điểm mua, gọi là điểm mua thăm dò, hay là điểm mua gọi là bắt hỗ trợ, hoặc là điểm mua gom cho anh chị em nào mà chúng ta gọi là
có cái dòng tiền ví dụ như là HSG nè, anh chị có thể mua dưới cái vùng 22.5 23 hoàn toàn có thể được, nhưng mà mục tiêu ngắn hạn thì chúng ta chỉ kỳ vọng là nó có một cái nhịp hồi ngắn lên 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 trên khoảng trên đây thôi, khoảng đâu đó khoảng giá 24 à, rồi sau đó nó có về nó tiếp đẻ hay như thế nào chúng ta quan sát tiếp nha. À, những cổ phiếu khác kiểu như hô hào như FMC thì giai đoạn này hơi đắt rồi nè. Nam Kim thì con này xấu, Nam Kim bị yếu, giờ nó về hỗ trợ tháng ấy. Nhưng mà nói chung là Nam Kim thì đang hơi xấu nhé. Hòa Phát thì vẫn giữ được hỗ trợ ngày tuần. Bất động sản thì hôm nay mình đánh giá cao BCM nhé. BCM thì tiếp tục là cái phiên giao dịch tích cực, hôm qua có làm clip giới thiệu cho anh chị em ấy, thì cổ phiếu này là tiếp tục vượt đỉnh đi lên. Đấy, vượt cái đỉnh cũ đang tiệm cận phía trên. Những cái cổ phiếu khác của nhóm bất động sản thì nó cũng không quá tích cực, ví dụ như là có Nam Long với Khang Điền đó, thì mình hay quan sát đó, nhưng mà Nam Long đó, thì nó vẫn chúng ta chỉ có những cái điểm mua thăm dò thôi, chứ còn gọi là điểm mua theo sóng mua break đó, thì hiện tại là không có nhé. Điện nước thì ngày hôm nay có PWE nè, anh chị nào quan tâm thì giai đoạn trước trên nhóm khách hàng cũng có giới thiệu anh chị em, nếu mà bắt đó, thì có thể là bắt vào cái hỗ trợ ngay đây là 41.3 nè. Đó, từ khi mình rơi vào đây nó hoàn toàn sẽ bắt được này. Bán lẻ thì ngày hôm nay có Masan là tiêu biểu đúng không? Đó, sau phiên cạn cung thì ngày hôm nay bật lại này, đã lấy lại được cái vùng kháng cự ngày này, nhưng mà vẫn đang nằm dưới kháng cự tuần và cái vùng cạn chéo. Thì nếu một cổ phiếu Masan nó mà nó có những cái phiên mà nó vượt cạn đi lên đó. Đó, thì kỳ vọng chúng ta sẽ có những kỳ vọng là nó quay lại đến vùng 88 hoặc là xa hơn là vùng 90. Nhưng tại biển thì HAH thì đang gặp kháng cự nha. OK. Thì đó là mình một số cái mà mình cập nhật tình hình với anh chị em trong một số cái mã cổ phiếu cũng như là tình hình về thị trường chung trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì đâu đó chúng ta chỉ cần lưu ý là về mặt thị trường chung kết phiên tuần như vậy là tương đối tích cực anh chị. Thị trường chúng ta nó vẫn giữ được những cái vùng hỗ trợ cứng, đặc biệt là cái vùng hỗ trợ 12.000, 1.236, 1.237 của khung được thị tuần đó. Thì cái này chúng ta vẫn sẽ còn những cái kỳ vọng là các cái tuần tới á, nó sẽ có thể là tích lũy ở đây và thị trường ta sẽ vận động trong một cái biên ngang 1.236 và phía trên là vùng đó khoảng 1.290, 1.300 đó, và nó chờ chờ những cơ hội để nó vượt lên. Còn nếu mà thị trường chúng ta mà nó tiếp tục là đóng ở phía dưới cái vùng 1.236 thì lúc đó cái kịch bản xấu nó sẽ xấu hơn nhiều, tại vì đóng dưới 1.236 thì có thể là nó sẽ còn về dưới 1.200 hoặc là xa hơn thì nó có thể lùi về cái vùng khách sạn tháng ở dưới đây là 1.150, 1.160 đấy. OK, thì cái này là cái cập nhật với anh chị em trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ sáu. Còn nếu mà trong tuần chúng ta có những cái thông tin gì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta view lại trong các cái clip cuối tuần nha. OK, chúc anh chị em một cái cuối tuần vui. Bye bye anh chị ạ.